Số 1502, Kinh Bồ Tát Thọ Trai, Hán Dịch Cư Sĩ, Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn. Pháp Bồ Tát Thọ Trai có dạy, tỳ kheo, tự quay về nương tự Phật, tự quay về nương tự Pháp, tự quay về nương tự tỳ kheo Tăng. Người đó nếu thân đã làm ác, miệng đã nói lời tội ác, ý đã nghĩ điều xấu ác, thì hôm nay nên đã diệt trừ. Người ấy đã bao nhiêu ngày đêm tọa trì với Bồ Tát, tự mình quay về với Bồ Tát. Như 6 vạn Bồ Tát trước đều giữ gìn đúng giới luật. Ta là Bồ Tát trước tiên là thực hành như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Hoàng Na Cư Lâu, A Vu Đà Đàm, Vô Ca Di Lặc, A Duy Lâu Thi Lợi, Sa Môn Đà Lâu, Đàn Na La Thủ Lăng và Bồ Tát Đà Túc Mạng đều đã giữ gìn giới luật trước kia. Ta là Bồ Tát chỉ gìn trai pháp của Bồ Tát. Nếu ta phân đàn bố thí sẽ được bố thí ba la mật. Ta thọ trì biệt giải thoát thì sẽ được tinh tấn ba la mật. Nhất tâm ngồi thiền thì sẽ được thiền định ba la mật. Nếu ta thuyết giải kinh thì sẽ đạt được bát nhã ba la mật, gọi là Âu Hòa Câu Xá La, tức phương tiện thắng trí. Từ đó mà đạt được đại bát nhã ba la mật. Nhờ đó khi nhớ nghĩ đến người ở trong địa ngục, người ở trong địa ngục, ở trong ngạ quỷ hay người ở trong súc sanh đều khiến cho chúng được thoát khỏi, được sanh làm người. Từ phân đàn bố thí sẽ được đến cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chứng được tam muội. Đây là pháp tọa trì giới luật của Bồ Tát. Đức Phật bảo tôn giả Tu Bồ Đề, Bồ Tát có 10 điều nhớ nghĩ phải nên giữ gìn. 10 điều là: phải nhớ nghĩ đến chư Phật đời quá khứ, đây là pháp của Bồ Tát. Phải nhớ nghĩ đến chư Phật ở đời tương lai, đây là pháp của Bồ Tát. Phải nhớ nghĩ đến chư Phật hiện tại ở khắp 10 phương, đây là pháp của Bồ Tát. Phải nhớ nghĩ về giới ba la mật để hành trì giới, đây là pháp của Bồ Tát. Và nhớ nghĩ thiền ba la mật, đây là pháp của Bồ Tát. Và nhớ nghĩ về Âu Hòa Câu Xá La, đây là pháp của Bồ Tát. Và nhớ nghĩ đến bát nhã ba la mật, đây là pháp của Bồ Tát. Và nhớ nghĩ tới tam muội thiền định có 6 vạn vị Bồ Tát ở chỗ Đức Phật A Di Đà, đây là pháp của Bồ Tát. Và nhớ nghĩ đến các vị hòa thượng A Xà Lê ở quá khứ, hiện tại, vị lai, đây là pháp của Bồ Tát. Nếu ai phát tâm mong cầu đại Bồ Tát thì hàng ngày thiền định nên tư duy về 10 điều này, không nghĩ đến những việc xấu ác. Bồ Tát thường gìn giữ 10 giới. Thứ nhất, Bồ Tát trì giới hàng ngày không được xoa ướp hương hoa phấn son lên mình. Thứ hai, Bồ Tát trì giới hàng ngày không được ca múa đàn hát để làm vui đùa. Thứ ba, Bồ Tát trì giới hàng ngày không được nằm giường cao. Thứ tư, Bồ Tát trì giới hàng ngày không được ăn trước và sau giờ ngọ. Thứ năm, Bồ Tát trì giới hàng ngày không được cất giữ giao tiền vàng bạc và các vật quý giá. Thứ sáu, Bồ Tát trì giới hàng ngày không được cưỡi xe ngựa xe bò. Thứ bảy, Bồ Tát trì giới hàng ngày không được đánh đập trẻ con nô bộc tỳ thiếp hay súc sanh. Thứ tám, Bồ Tát đều giữ gìn những giới này. Từ phân đàn bố thí mà được phước đức. Ta là Bồ Tát, như ta nhớ nghĩ đến người trong địa ngục và trong ngạ quỷ hay trong loài súc sanh, khiến cho họ được giải thoát, sanh làm người. Từ phân đàn bố thí sẽ đến cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chứng được tam muội. Đây là pháp. Đây là Bồ Tát hiểu rõ trai pháp. Bồ Tát từ chỗ sáng đến chỗ tối, chắp tay trước Phật thưa: hôm nay tất cả 10 phương mọi người đều giữ gìn trai giới Bồ Tát, sẽ giúp thêm cho con vô lượng an lạc. Hôm nay có mọi người trì giới nên giúp thêm cho con vô lượng an lạc. Hôm nay có người trì nhẫn nhục, nhớ nghĩ đến mọi người trong thiên hạ nên làm cho con tăng thêm an lạc. Hôm nay có người trì tinh tấn, làm cho con tăng thêm an lạc. Hôm nay có người trí tuệ giảng thuyết giảng kinh pháp, làm cho con được tăng thêm an lạc. Trì giới là khuyến khích bố thí, tăng thêm sự vui vẻ, phước đức, ban cho người và chẳng phải người khắp 10 phương. Bồ Tát đến nơi khổ đau, nguy hiểm để làm cho họ được phước đức, giải thoát hết sầu khổ, được sanh làm người an ổn sung sướng, giàu có vô cùng. Bồ Tát trì giới hàng ngày không được gặp cảnh mà từ bỏ. Thứ chín, Bồ Tát hàng ngày trì giới thì không được ăn hết thức ăn trong bình bát. Thứ 10, Bồ Tát hàng ngày trì giới thì không được xúc chạm nói cười cùng ở chỗ vắng với người nữ. Người nữ cũng vậy. Đây là 10 giới không được phạm. Không dạy người khác phạm, cũng không được khuyến khích người khác phạm. Bồ Tát hiểu rõ trai pháp nên sướng Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tỳ Kheo Tăng. Con giữ gìn với Bồ Tát bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm,
đều từ phân đàn bố thí để được bố thí ba la mật. Con trì giới để được trì giới ba la mật, con nhớ nghĩ mọi người khắp mười phương khiến họ được an ổn để được nhẫn nhục ba la mật. Con thọ biệt giải thoát để được tinh tấn ba la mật. Con ngồi thiền để được thiền định ba la mật. Đây là phương tiện thánh trí như đại bát nhã ba la mật, như trai pháp của bồ chư bồ tát, 6 vạn bồ tát mỗi ngày đêm chia ba thời ngồi thiền tụng kinh nằm nghỉ. Đây là pháp trai thường ngày của bồ tát. Nếu lãnh thọ vào ngày 14 tháng giêng thì giải giới vào ngày 17. Nếu lãnh thọ ngày mùng 8 tháng 4 thì giải giới ngày 15. Nếu lãnh thọ ngày mùng 1 tháng 7 thì giải giới vào ngày 16. Nếu lãnh thọ vào ngày 14 tháng 9 thì giải giới vào ngày 16. Đó là số ngày trai giới của Bồ Tát. Đảnh lễ Đức Phật A Di Đà chánh biến tri ở phương Tây, Bồ Tát độ Lâu Hoàng Mahana Bát để diệt trừ ba độc để vãng sanh đến cõi Phật. Cõi Thế Tôn thanh tịnh an ổn ở phương Tây, con muốn được đảnh lễ phụng sự đấng vô thượng, thánh trí đạt thần thông tới đó tâm tình con quay về chư vị trăm kiếp không điên đảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.